rừng, biển, mặt trời, nắng và gió. Dừng bờ biển dài hơn 3.000 km, những ngọn đồi vùng cao tiềm năng lớn cho phát triển điện gió. Với tổng số giờ nắng từ 1.400 đến 3.000 giờ mỗi năm, mặt trời tỏa sáng, Việt Nam nguồn năng lượng sạch dồi dào trong tương lai. Việt Nam cũng đứng trước yêu cầu cấp bách chuyển dịch dần từ các nguồn năng lượng truyền thống hóa thạch như than, dầu, khí tự nhiên sang các nguồn năng lượng tái tạo, khí hóa lỏng, hướng đến chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030. Tầm nhìn đến năm 2045 sẽ sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, cơ hội đi lên từ thách thức. Kế tiếp, không, kế tiếp đi em. Kế qua luôn. Việt Nam, sự tăng vọt của lượng khí thải CO2, những giải pháp mạnh mẽ để bảo vệ môi trường chung trước khi mọi chuyện quá muộn. Việt Nam, sự tăng vọt của lượng khí thải CO2, những giải pháp mạnh mẽ để bảo vệ môi trường chung. Đi tìm giấc mơ xanh cho một hệ thống năng lượng không phát thải CO2. Năm 2016, The Green Solution ghi tên mình trên hành trình chinh phục những giá trị xanh cho cuộc sống, cho môi trường Việt Nam, cho chiến lược phát triển năng lượng sạch của quốc gia. Đột phá để thay đổi, xem thách thức là cơ hội. Đột phá để tạo ra những giá trị bền vững. The Green Solution đột phá từ những giá trị cốt lõi. ThinkSpark, giá trị của tiêu chí đã khởi nguồn bằng dự án nhà máy điện Văn Giáo 1 và 2 tại An Giang. Đây cũng là hai dự án tiên phong mở đầu cho hành trình chinh phục ước mơ thành công trên lĩnh vực năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường của The Green Solutions. ThinkSpark, giá trị tạo nên sự khác biệt, hấp dẫn, cạnh tranh. Với giá trị ấy, tòa nhà TGS được hình thành với trang bị nhiều công nghệ tiên tiến, hỗ trợ đắc lực cho đội ngũ nhân sự để tạo ra những giá trị cốt lõi. Làm việc thông minh hơn, giảm thiểu tối đa thời gian dư thừa. Làm việc thông minh hơn, tối đa hiệu suất công việc. Work smart, thông minh, năng động và hội nhập. Không chỉ phục vụ cho việc nâng cao hiệu quả kinh doanh, các tiện ích thông minh của tòa nhà TGS còn phục vụ tốt cho chuỗi không gian làm việc hợp lý, kết hợp với thư giãn tinh thần, giải tỏa áp lực. ThinkSmart, WorkSmart, LightSmart, The Green Solutions tự tin thực hiện chiến lược phát triển, khẳng định thương hiệu trên hành trình chinh phục những giá trị xanh, xây dựng mạng lưới bền vững cho nguồn năng lượng tái tạo khi tiềm năng lợi thế về nắng và gió được khai thác từ trái tim những người. Từ trái tim những con người tận tâm, tận lực, tận trí. Tại Việt Nam, rác thải từ pin năng lượng mặt trời được quản lý theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại để quản lý phù hợp quy chuẩn Việt Nam 07-2009, Ban Tài nguyên Môi trường. Nắng và gió, những vùng đất cằn cỗi hoang hóa. The Green Solution đặt nền móng và đổi thay những diện mạo. Chưa dừng lại đó, The Green Solution tiếp tục dịch chuyển để vươn mình tạo ra những giá trị xanh cho cuộc sống với nguồn nguyên liệu có thể tái sinh, thân thiện với môi trường. Với nguồn nhiên liệu có thể tái sinh, thân thiện với môi trường, đặc biệt không phát thải ra khí. Đặc biệt không phát thải ra khí gây hiệu ứng nhà kính. Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng hướng đến một nền kinh tế không carbon, hydro trở thành mục tiêu theo đuổi trong chiến lược phát triển năng lượng của nhiều quốc gia và khu vực. Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng hướng đến một nền kinh tế không carbon, hydro trở thành mục tiêu theo đuổi trong chiến lược phát triển năng lượng của nhiều quốc gia và khu vực. The Green Solution cũng thế, đón đầu xu hướng tiến về tương lai với những dự án, với những đối tác đầu tư đầy tiềm lực. Chuyển mình, hội nhập, phát triển, kiến tạo, The Green Solutions, một cái tên, một thương hiệu vì tương lai xanh. The Green Solutions, một hướng đi, một tầm nhìn chiến lược, kiến tạo, chinh phục những giá trị xanh. The Green Solutions, Better Solutions, Better Life.